Tối 6 tháng 3 năm 2021, trên Facebook cá nhân, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng đồng loạt đăng tải hình ảnh chụp lại một bức thư được cho là của ông Võ Hoàng Yên gửi đến vợ chồng doanh nhân này. Cụ thể, nội dung bức thư nêu, trong số tiền mà vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng đưa cho ông Võ Hoàng Yên để làm từ thiện, ông Võ Hoàng Yên xin Hoàng trả lại toàn bộ bằng tiền mặt hoặc bằng quyền sử dụng đất. Bức thư này cũng viết rằng, trước đó, ông Yên đã gửi vào tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng 20 tỷ đồng tiền mặt và trả lại sổ hồng của căn nhà trị giá 18 tỷ đồng. Cũng trên Facebook cá nhân, cả ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đều khẳng định rằng, dù nhận được bức thư xin trả lại tiền, nhưng vợ chồng doanh nhân Đại Nam sẽ thực hiện lời hứa của mình với công chúng là lột trần sự thật và không thỏa hiệp với ông Yên. Như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 2 tháng 3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã có cuộc làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc tố ông Yên lừa đảo. Theo bà Nguyễn Phương Hằng, trong quá trình tài trợ xây chùa tặng cho nhân dân ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, bà đã giao cho ông Võ Hoàng Yên quản lý tài chính, vật tư để xây chùa nhưng đã bị ông Yên lừa đảo. Đồng thời, bà Hằng còn tố ông Yên ăn chặn nhiều khoản tiền khác. Tịnh độ có một cái điều kiện là không được đi quyên góp tiền bên ngoài, nhưng mà ông đi ra khỏi vòng phong tỏa là ông tự lấy danh nghĩa của tịnh độ ông đi quyên góp và toàn bộ tiền đó được chuyển vào tài khoản cá nhân ông. Thì đây không phải là lừa đảo là cái gì, không phải là tịnh độ nhận tiền của bất cứ một người nào mà bản thân ông, gia đình ông nhận, không phải lừa đảo là cái gì. Tôi không phải là người hồ đồ, nhưng mà quý vị công nhận rằng tôi phải bức xúc, bởi vì tôi là người tốt, tôi là người tử tế và tôi bị tổn thương, tôi phải nổi điên lên chứ. Mà tôi đang ngồi đây tôi nói như vậy là tôi đã quá nhịn nhục, tôi đã quá chịu đựng rồi. Từ hành vi đạo đức tư cách, tiền tôi bỏ ra mấy trăm tỷ, bây giờ mọi người hỏi rằng tại sao bà Hằng có khùng thì bà ngu, bà bỏ ra mấy trăm tỷ, không phải tôi ngu đâu, tôi là người tử tế, không phải tôi ngu. Tại buổi làm việc này, ông Yên đã giải thích về số tiền vợ chồng ông Dũng ủng hộ lũ lụt và ông Yên khẳng định không lừa đảo, không lấy tiền của vợ chồng ông Dũng. Bởi vì cái nguồn cơn là tôi không có gì, không có vay, không mượn, có hỗ gì của anh chị hết. Anh chị làm sổ đỏ, lấy sổ lên tài khoản và chuyển cho tôi thôi. À, vậy thì tôi có động cơ nào gọi là vay mượn hỏi đâu, hay là lừa gạt gì đâu. Như vậy thì nếu như thấy mà nó thâm thủng qua lại quá thì kêu tôi tới đi, để tôi giải trình coi cái nào tiết lỏng cái gì, khi có đúng hay không rồi anh em hãy nói. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị khán giả những thông tin liên quan đến sự việc trong các bản tin tiếp theo.